Amorim cũng đã từng được đồn là đến với Man City khi mà Hugo Viana, đồng hương của ông, đến với Man Xanh để làm giám đốc kỹ thuật. Nhưng mà cuối cùng thì ông đã không đến theo chân Hugo Viana. Người ta cứ nghĩ rằng là Viana đến với Man Xanh thì Amorim sẽ đến để mà thay cho Guardiola mùa sau. Tuy nhiên không phải chờ đến mùa sau, mùa này ông đã đến với thành Manchester, nhưng đó là màn đỏ. Vâng, xin chào cả nhà. Như vậy là gần như chắc chắn huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Amorim sẽ nắm quyền ở Man United thay cho Ten Hag. Trước mắt thì Ruud van Nistelrooy làm tạm quyền, sau đó là Amorim. MU đã phải có cái đàm phán với Sporting và bỏ ra một khoản tiền lớn để mà bồi thường hợp đồng khi Amorim vẫn còn hợp đồng với cả đội bóng của thủ đô Lisbon. Amorim là ai? Chúng ta sẽ cùng đến với cả một số thông tin thế này. Ông sinh năm 1985, bằng tuổi với siêu sao Ronaldo, đều là 39 tuổi. Khi còn chơi bóng thì ông chỉ đá bóng ở mức độ bình thường thôi, nhưng mà chuyển sang là huấn luyện viên thì lập tức trở thành một người rất là sắc bén. Amorim, sự nghiệp của ông ấy được biết đến khi cùng với câu lạc bộ Sporting Braga đánh bại Porto ở chung kết League Cup, tức là cúp liên đoàn, vào năm 2020, ở mùa 19-20. Ngay sau đó Amorim chuyển đến Sporting và giúp câu lạc bộ vô địch Bồ Đào Nha sau 19 năm chờ đợi. Một năm sau đó thì Sporting đã thêm một lần vô địch, tức là 2 năm liên tiếp. 19 năm không vô địch nhưng mà đến một cái là vô địch 2 năm liền. Hiện tại Sporting vẫn đang vững vàng dẫn đầu bảng xếp hạng tại Bồ Đào Nha với 27 điểm sau 9 trận thắng tuyệt đối, thành tích rất là tuyệt vời. Sporting bất bại ở Champions League sau 3 vòng đấu. Họ thắng Lille của Pháp, thắng Sungrat của Áo và hòa đội bóng Hà Lan Eindhoven. Giống như MU hiện tại, Sporting cũng đã từng phải bồi thường hợp đồng cho câu lạc bộ Sporting Braga để mà Amorim chuyển đến thi đấu cho Sporting Lisbon. Amorim lúc đó mới chỉ có 13 trận nắm quyền ở Sporting Braga nhưng đã có một cái thành tích rất là ấn tượng và đội bóng của Lisbon đã chiêu mộ ông từ Sporting, cũng là Sporting nhưng mà của Braga. Đấy là một số cái thông tin ban đầu chúng ta biết về Amorim. Về cách tiếp cận trận đấu và sơ đồ chiến thuật ưa thích của Amorim thì ông thích sơ đồ 3-4-2-1, sơ đồ thi đấu với 3 trung vệ. Người ta đánh giá ông có cách tiếp cận linh hoạt trong tấn công, thích lối chơi kiểm soát bóng, pressing cường độ cao. Bên cạnh đó là nền tảng phòng ngự chắc chắn, một cấu trúc chặt chẽ khi không có bóng. Tức là khi không bóng thì toàn đội vẫn có một cái sự di chuyển không bóng rất là hợp lý để mà đề cao cái sự cảnh giác và an toàn. Tóm lại là một lối chơi tấn công thì sắc bén, cống hiến, trong đó phòng ngự thì chắc chắn và luôn có cái phương án chống phản công tốt. Mùa trước Sporting là câu lạc bộ ghi bàn nhiều nhất ở giải Bồ Đào Nha, ghi được 96 bàn tất cả, và họ để lọt lưới 29 lần ở mùa trước, lọt lưới thứ 3 tại giải Bồ Đào Nha. Quan điểm Amorim là tấn công và phòng ngự cân bằng. Amorim là người đã góp phần tạo ra nhiều ngôi sao, có thể kể đến những cái tên như là Pedro Porro, Jabahinha và Nuno Mendes. Ugarte, tân binh của MU, cũng chính là thành viên của Amorim, là cầu thủ Amorim trong giai đoạn từ năm 2021-2023 trong báo của Sporting. Hiện tại thì tuyển thủ Thụy Điển Victor Gyökeres đang nổi lên và là cầu thủ được nhiều ông lớn ở châu Âu thèm muốn. Gyökeres là một tiền đạo, anh đang thi đấu rất là lên chân. Với cái việc Amorim chuyển đến MU thì ông từng là mục tiêu của Liverpool để thay cho Jurgen Klopp, nhưng cuối cùng người được chờ chọn lại là huấn luyện viên Arne Slot. Amorim cũng đã từng được đồn là đến với Man City khi mà Hugo Viana, đồng hương của ông, đến với Man Xanh để làm giám đốc kỹ thuật. Nhưng mà cuối cùng thì ông đã không đến theo chân Hugo Viana. Người ta cứ nghĩ rằng là Viana đến với Man Xanh thì Amorim sẽ đến để mà thay cho Guardiola mùa sau. Tuy nhiên không phải chờ đến mùa sau, mùa này ông đã đến với thành Manchester, nhưng đó là màn đỏ. Vâng, như vậy vừa rồi là một số thông tin sơ bộ về Amorim, huấn luyện viên tuổi trẻ tài cao, 39 tuổi, bằng với CR7, đã trải qua Sporting Braga, Sporting Lisbon, một huấn luyện viên ưa thích cách chơi kiểm soát bóng, nói chung là tư tưởng hiện đại, phòng ngự chặt chẽ, chủ động và tấn công thì cũng cống hiến, thích chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Ngoài ra cũng là những thông tin liên quan đến cái việc là hai ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh là Liverpool và Man Xanh đã đều có để ý đến Amorim khi mà ông đã có cái sức thuyết phục rất lớn tại giải Bồ Đào Nha. Chúng ta biết là vài năm nay thì các huấn luyện viên Bồ Đào Nha vẫn là những người rất là có tên tuổi, được trọng dụng tại châu Âu. Cái người mở đường trong cái trào lưu này thì phải nói là Jose Mourinho. Sau đó thì những huấn luyện viên Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục có cái sự tỏa sáng rất là mưu lược và luôn luôn là những người
chơi chặt chẽ cũng như là cũng biết cả tấn công.